Ngọc Vi kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2018, đến với chương trình Good Morning Washington DC gồm có phần 1 là chương trình phát triển tiểu thương, tìm hiểu công ty tổ chức sự kiện Celebrating Your Moments Now. Trong phần 2, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá bồ đề qua câu chuyện, đừng xét đoán người qua vẻ bề ngoài. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi Phát triển tiểu thương do Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SPTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị đến với chương trình Phát triển tiểu thương ngày hôm nay. Bích Phượng hân hạnh giới thiệu quý vị một nhân vật trẻ rất là có nhiều đam mê trong vấn đề phục vụ cộng đồng cũng như đã giúp đỡ rất là nhiều gia đình Việt Nam trong vấn đề những tiệc cưới hỏi. Và hôm nay xin mời quý vị theo dõi một cuộc phỏng vấn sau đây. Bích Phượng chào Huân. Dạ, xin được chào chị Bích Phượng và xin chào tất cả quý vị khán giả. Chị Phượng được biết Huân đã mới vừa thành lập một công ty. Xin Huân cho biết được là công ty tên gì và lý do tại sao? Dạ thưa chị Phượng, thưa quý vị khán giả, công ty của em tên là CYM Now, hay được dịch là Celebrating Your Moments Now. Với một cái nhu cầu được mong muốn để giúp cho tất cả quý vị cũng như là tất cả gia đình và cô dâu chú rể có thể từng trong mỗi cái giai đoạn để chuẩn bị cho tiệc cưới của mình cho, hoặc là những cái chương trình khác, mình đều celebrate nó chứ không phải là đến cái lúc mà cái ngày cuối cùng. Huân nói đúng đó, chị Phượng biết được khi mà đảm trách về một cái đám cưới, đám hỏi nó rất là nhiều stressful. Yeah. Và mình không biết bắt đầu từ đâu và có sẽ được hoàn tất hay không, sẽ được có những gì thiếu sót hay không. Thì theo chị Phượng biết, Huân đã đảm trách rất là nhiều tiệc như vậy, cũng như những tiệc ra mắt sách hay là sinh nhật hay là kỷ niệm anniversary. Vậy Huân cho biết là Huân đã có những cái resource gì để mà giúp gia đình? Dạ vâng. Dạ thưa, nếu quý vị liên lạc với Huân hoặc là với CYM Now thì Huân có thể giúp cho tất cả quý vị cũng như gia đình. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nên chuẩn bị những cái việc gì chúng ta cần phải mua sắm hoặc là chúng ta không nên mua sắm. Bên cạnh đó nữa đó chính là liên lạc với lại những cái người vendor ở trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, không những của người Việt cũng như là người Mỹ, để giúp cho gia đình cũng như cô dâu chú rể tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được những chi phí, mình không phải liên lạc với họ rồi xong rồi sau đó mình phải thỏa thuận giá cả với họ. Thì với công việc của em thì em có thể giúp cho những cái gia đình có thể bớt stress để chuẩn bị những cái công việc thỏa thuận về giá cả cũng như là chuẩn bị những cái công việc. Bên cạnh đó còn có cái vấn đề là khi em làm việc với tất cả những cái người vendor thì không những giúp cho gia đình bớt lo rồi, một bên cạnh đó nữa làm việc với họ một cách hòa hợp để cái chương trình tiệc cưới cũng như tất cả những cái chương trình khác nó được diễn ra, được trôi chảy, được suôn sẻ hơn. Và những cái phần về cộng đồng thì khi mà em làm việc với lại nhà Việt Nam để có thể giúp cho những cô dâu chú rể, nếu mà họ không có bàn ghế đi thì họ có thể mượn ở nhà Việt Nam rồi sau đó họ có thể viết check để donate lại cho nhà Việt Nam trong cái những cái chi phí họ có thể sử dụng. Huân, chị Phượng biết được là cái lễ gia tiên nó rất là quan trọng, cũng như là mâm quả heo, đặt heo quay rồi đặt đồ ăn. Ngày đó là gia đình nhà bên có tiệc đó, họ có những cái chuyện khác lớn hơn để mà lo. Vậy là Huân có thể đảm trách coi là từ A to Z. Vậy thì Huân, theo tiếng Mỹ họ gọi là wedding coordinator hay là wedding planner. Dạ vâng, dạ. Chị Phượng được biết Huân cũng là một người MC rất là tài tình, ăn nói rất là duyên dáng. Vậy là cái năng khiếu của Huân từ đâu ra? Dạ em cũng may mắn là được bố mẹ cho cái khả năng đó. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì em cũng đã được đi học từ lúc còn học trung học, và trong quá trình hiện nay thì em vẫn tiếp tục học và theo những các lớp về Toastmaster. Để mình có thể vẫn tiếp tục học hỏi và học từ những cái người lớn, những cái người có kinh nghiệm. Tuy nhiên thì cái công việc đó nó đã hơn 10 năm nay, nhưng mà là một cái người wedding planner hoặc là event planner thì khoảng gần 5 đến 6 năm nay, và chính thức em bắt đầu vào cái công việc này và cái nghề này. Khi mà mình muốn
liên lạc với những cái vendor giống như đặt hoa, đặt đồ ăn, đặt nhà hàng, mướn chỗ, những cái đó rất là quan trọng, thì là Huân có những cái resource để mà Huân liên lạc nên gia đình nhà đám, nghĩa là không cần phải lo lắng, phải không? Dạ vâng, dạ đúng rồi. Khi mà ở trong cái vùng này mình có rất là nhiều những cái người hoặc là những cái vendors khác để lo từ chụp hình, quay phim cho đến thức ăn buổi trưa, cho đến tất cả những cái bánh hoặc là những cái vật dụng ở trong mâm quả của mình. Thì em có thể liên lạc với lại tất cả những cái người vendors đó để giúp cho gia đình chuẩn bị, thứ nhất là chuẩn bị cái bàn thờ. Cái bàn thờ nó phải được trang nghiêm, trang trọng. Rồi bên cạnh đó nữa là phần thức ăn và cái phần trong những cái mâm quả, thì những cái phần sính lễ hay là phẩm vật trong cái mâm quả đó là cái từ ông bà mình nói ngày xưa, thì nó phải có những cái phần gì mình có thể chuẩn bị, những cái phần gì mình có thể sơ lược được thì mình có thể sơ lược, nhưng mình vẫn giữ cái sự trang trọng đó. Thì công việc của em là có biết tất cả những cái vendors, và thường thì khi mà em liên lạc với họ thì em nói với họ một việc, đó chính là em không muốn cái commission từ cái người vendors đó. Để làm gì? Để cái commission đó có thể give cái discount, lấy cái giá cả nó vừa phải cho cái người, những cái cô dâu chú rể hay là gia đình. Bởi vì một số những cái người planners thì họ có thể vừa charge tiền cho cô dâu chú rể, nhưng mà bên cạnh đó là họ cũng lấy cái commission, cái tiền hoa hồng của những cái người vendors. Nhưng mà em muốn hy vọng là đó là một cái phần quà để dành tặng cho cô dâu chú rể có thể tiết kiệm được những cái chi phí. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là thường thì gia đình của mình sẽ đi về Việt Nam để mua đồ, những cái đồ trang trí qua bên này. Công việc của em đó chính là giúp cho gia đình những cái việc nào, những cái đồ vật nào mình có thể nên mua và những cái đồ vật nào mình không nên mua, để mình tiết kiệm những cái chi phí. Suy cho cùng vẫn là budget, suy cho cùng vẫn là cái chi phí. Nhưng mà nếu mình cứ mua thiệt là nhiều ở Việt Nam đem qua mà mình không sử dụng thì nó phí. Nhưng mà nếu mình mua không đủ thì nó lại thiếu. Vậy là Huân chỉ dẫn cho cô dâu chú rể giống như là từ lên tòa để ghi danh, để mà làm đám cưới xong rồi có thể giúp họ lấy đi tất cả những cái lo lắng trong cái ngày mà hệ trọng nhất trong cuộc đời của mình, để mà mình enjoy chứ không phải là để lo lắng. Vâng. Vậy thì Huân có thể cho được cái chương trình mà phát triển tiểu thương này đó, bây giờ mọi người mới biết được một MC rất là trẻ và rất là được mọi người yêu mến. Chị Phượng được biết Huân có được những cái đám cưới mà mời đi qua những cái bang khác phải không? Dạ vâng, dạ. Thì em không những làm ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, thì em cũng có một cái điều kiện, đó chính là những cái người client của em, những cô dâu chú rể, có những cái bạn bè, người thân ở những cái tiểu bang khác, ví dụ như là ở Houston, ở Philly, họ cho em cái điều kiện, bên cạnh đó cũng có Buffalo, New York nữa, họ cho em cái điều kiện để có thể bay qua bên đó giúp cho họ, cho gia đình gánh lấy bớt những cái lo, nhưng mà sắp xếp những cái công việc nó đâu vào đấy, nó đàng hoàng. Chị Phượng xin hỏi Huân một câu là tại sao khi mà gia đình có những cái dự định làm một cái tiệc gì lớn, rất là nhiều người phải tụ lại với nhau để mà bàn tính. Nếu mà chỉ có mướn một người event planner như Huân thì có thể giải tỏa hết tất cả những cái lo âu cho gia đình, có phải đúng như vậy không? Dạ vâng, dạ thưa với lại chị Phượng cũng như là thưa quý vị khán giả, đó chính là với công việc của Huân thì có thể giúp cho tất cả quý vị cũng như gia đình một phần nào đó lấy ra những cái nỗi lo. Và điều quan trọng hơn nữa đó chính là hiện nay tất cả chúng ta đều có rất là nhiều những cái thông tin ở trên mạng cũng như là trong Google, thì tất cả chúng ta đều có thể research, tìm kiếm những thông tin đó để chuẩn bị cho mình một cái buổi tiệc nó được trọn vẹn. Tuy nhiên cái người event planner sẽ giúp cho tất cả quý vị sắp xếp lại, hệ thống lại, để từng mỗi cái giai đoạn mình sẽ lo những cái việc nó khác nhau, thì mình sẽ đỡ stress nhiều hơn, thay vì lúc nào mình cũng lo mà có những cái việc lo đó nó không đáng. Và bên cạnh đó nữa là cái thứ hai là cái chi phí. Suy cho cùng thì chúng ta vẫn muốn có một cái buổi tiệc nó vừa vui, nó trọn vẹn, nó trang trọng, nhưng cái chi phí nó vừa phải, mình không spend nhiều quá mà mình cũng không spend ít quá. Thì như vậy á, những cái việc mà chuẩn bị của một cái người event planner giúp cho tất cả quý vị và cô dâu và chú rể có thể budget được những cái việc gì mình có thể mua và không nên mua.
Điều cuối cùng nữa là tất cả mọi thứ nó đều hài hòa với nhau, từ cái người vendor cho đến tất cả cái màu sắc, cho đến cái việc mình chuẩn bị. Bởi vì nếu mình không biết về color scheme, mình không biết về cái consistency, nó không có đi chung với nhau thì nó sẽ bị chổi nhau về màu sắc. Cái bánh mình có thể đặt cái màu nó khác, mà cái bao ghế mình đặt nó khác. Thì như vậy cái sự hòa hợp trong cái việc trang trí cũng như chuẩn bị và làm việc với lại tất cả các anh em chụp hình, quay phim, tất cả các vendors nó được hòa hợp thì cái chương trình nó cũng được trọn vẹn hơn. Kính thưa quý vị, Celebrating Your Moments Now có thể lo hết tất cả về những tiệc cưới, lễ thượng thọ, tiệc ra mắt sách, sinh nhật, anniversary. Và xin quý vị hãy liên lạc với anh Huân Võ thì sẽ bớt lo lắng đến những cái vấn đề như vậy. Nếu mà khán giả muốn liên lạc với Huân thì là số phone như thế nào? Dạ thưa chị Phương cũng như tất cả quý vị khán giả, nếu quý vị muốn liên lạc với Huân thì xin vui lòng gọi về số điện thoại 571-340-7347 hoặc bằng email huan@cymnow.com. Xin được cảm ơn chị Phượng và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe và một mùa lễ được nhiều hạnh phúc. Xin chào. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phát triển tiểu thương. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.